ban nhảy flash mob với gần 500 sinh viên của trường đại học đại nam chuẩn bị trong vòng một tháng từ việc dựng trại, tập nhảy sao cho đều cho đến tìm hiểu những kiến thức cần có với chủ đề văn hóa việt nam truyền thống thời kỳ hội nhập chưa bao giờ những kiến thức nền tảng về xã hội văn hóa thế giới lại gần gũi và dễ tiếp nhận với các bạn trẻ như thế này. Thì đặc biệt là đối với sinh viên của bọn em với những người trẻ như bọn em thì rất là thiết thực trong cái hoạt động này bọn em được có cơ hội để trải nghiệm hơn để biết đến các vùng miền văn hóa của đất nước Việt Nam mình. Trại hè mang tên những châu lục trên thế giới được sắp xếp xung quanh khu dựng trại của Việt Nam với những nét văn hóa truyền thống của dân tộc là ý tưởng sáng tạo của các bạn sinh viên nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết sẵn sàng hội nhập thế giới của các bạn trẻ. Đây cũng là cách mà trường Đại Nam lựa chọn để giảng dạy phù hợp đặc điểm tâm sinh lý với sinh viên theo hướng thẩm thấu một cách tự nhiên đa dạng hóa các hình thức mà không áp đặt nặng nề. thì chúng tôi cung cấp cho các em những cái kiến thức về văn hóa chính trị xã hội để các em có hiểu biết hơn về cuộc sống và chính vì hiểu biết hơn về cuộc sống thì khi ra trường các em kết hợp giữa kiến thức của nhà trường với kiến thức thực tế thì sẽ bắt nhịp vào công việc rất là tốt phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể để gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc là một phần quan trọng trong tiến trình hội nhập. Và những hoạt động sôi nổi hấp dẫn như thế này sẽ thấm nhuần một cách nhẹ nhàng với các bạn sinh viên bên cạnh những giờ học lý thuyết có phần buồn chán trên giảng đường. Hơn 150 đồng bào các dân tộc anh em đã có mặt tại làng văn hóa du lịch Việt Nam để tham dự tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam 2015. Những lễ hội truyền thống như lễ hội cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, lễ hội cầu mùa của dân tộc Tà Ôi hay không gian văn hóa Nam Bộ đã được tái hiện sinh động và chân thực giới thiệu đến công chúng với những nét đẹp truyền thống của Nam Bộ từ điệu hát câu hò trên bến nước, xuồng ghe cho đến những đặc sản bánh trái hoa quả tươi. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như triển lãm 120 pano áp phích hay triển lãm sen trong đời sống văn hóa Việt không chỉ mang ý nghĩa quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa mà chương trình còn góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữa 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Hơn 200 phim tài liệu do Hội Hữu nghị Việt Đức lưu trữ vừa được trao tặng cho Viện phim Việt Nam. Đây đều là những bộ phim Việt Nam có giá trị, được sản xuất trong giai đoạn 1960-1970 như Trên Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Biển lửa, Con chim vành khuyên. Hội hữu nghị Việt Đức đã lưu giữ và bảo quản số tư liệu này sau khi được đại sứ quán Việt Nam chuyển giao sau năm 1975 đến nay. Việc đón nhận hơn 200 phim tư liệu quý từ Hội hữu nghị Đức Việt mang ý nghĩa to lớn không chỉ của ngành điện ảnh, trong việc bổ sung làm dày thêm kho lưu trữ hình ảnh động quốc gia mà còn đánh dấu bước hợp tác hỗ trợ hiệu quả giữa các tổ chức hội nghề nghiệp của hai nước Đức Việt.